Và xin chào mừng tất cả các bạn, chúng ta đang đến với sân bóng đá Gia Phú. Hiện tại đây sẽ là nơi diễn ra trận đấu ngày hôm nay giữa các cầu thủ Hiệp Hòa FC và các cầu thủ Quyền Diện FC. Trong khi đó, từ bên phía các cầu thủ Quyền Diện họ đăng ký cho mình gồm có cầu thủ mang áo số 99 đó là Mạnh Bắc Ninh, cầu thủ mang áo số 7 Rô Thoại. Mạnh Bắc Ninh đang là một trong vị trí khá quan trọng, dứt điểm không vào. Mạnh Bắc Ninh, bóng đã hướng đến vị trí của Bé Na. Bộ đội Bé Na và Mạnh Bắc Ninh ngày hôm nay là một vị trí vô cùng quan trọng. Vẫn chưa có bàn thắng dành cho các cầu thủ áo vàng. Đó là một tình huống mà bóng đã chạm vào cột dọc khung thành của các cầu thủ Hiệp Hòa. Áo vàng họ đang có mặt khá độc đạo, nguy hiểm, kiểm soát bóng chưa tốt và gồi dành cho các cầu thủ Hiệp Hòa 1-0. Như vậy thì đã có 3 thắng bên tỷ số. Đó là một tình huống mà thủ thành Long Đẹp Trai đã mắc sai lầm. Và để cơ hội dành cho các cầu thủ Hiệp Hòa, họ có cho mình cơ hội để mở tỷ số. Ngoài những sự lựa chọn hiện tại thì hàng phòng ngự của các cầu thủ áo đỏ. Tình huống qua bóng rất tốt, cơ hội. Tỷ số đã được san bằng 1-1. Đó là một tình huống xử lý chưa tốt, chưa thực sự tốt của thủ thành Thanh Quảng đã để cho cơ hội đối với Bé Na. Vẫn chưa được sự phản đáp đến từ phía các thủ áo đỏ, đường truyền đó là của Bé Na, đây là Rô Thoại. Rô Thoại không vào. Trong khi đó thì Hiệp Hòa FC vẫn đang thi đấu ở lối chơi phòng ngự phá công, họ chỉ chờ những cơ hội như ngay lúc này đây. Tỷ số đã là 2-0, xin lỗi các bạn, đó là 2-1 dành cho các thủ Nguyên Diện. Và đá rất tốt của Mạnh Bắc Ninh. Thật sự thì hơi khó dành cho thủ thành Thanh Quảng ở tình huống vừa rồi. Quả đá rất căng và đưa bóng đi vào góc cao khung thành. Những cách biệt chỉ đang là một bàn. Cơ hội thì vẫn còn rất nhiều. Bé Na xử lý coi không vào. Và xử lý vừa rồi không có cơ hội phản công dành cho các thủ áo vàng. Và còn không vào. Sự can thiệp vừa đủ để cho các thủ bên phía đội bóng Quyền Diện họ thoát khỏi sự vây ráp, dứt điểm vào. Ngay lúc này thì tỷ số đã là 3-1 dành cho các thủ Quyền Diện. Và trả bóng cuối cùng đã mang đến bàn thắng dành cho các thủ bên phía đội bóng Quyền Diện FC. Lại một lần nữa thì tỷ số đã được nâng lên dành cho các thủ áo vàng. Và đã từ xa chưa được. Và công. Như vậy thì đã có bàn thắng rút đắc tỷ số dành cho các cầu thủ áo đỏ. Quả đá đó là của cầu thủ mang áo số 4. Quả đá của Duy Phương. Nhưng bàn thắng lại đang được các cầu thủ họ thực hiện. Vẫn có một cơ hội đá phạt góc đã đâu. Như vậy thì tỷ số đã là 4-2 dành cho các cầu thủ Quyền Diện. Pha đánh đầu của Mạnh Bắc Ninh không có cơ hội dành cho thủ thành Thanh Quảng ở tình huống vừa rồi. Mạnh Bắc Ninh đã chọn vị trí rất tốt. Đây là chiến thắng. Chéo bóng vào, không vào. Cơ hội sẽ dành cho các thủ áo đỏ, đó là một quả đá phạt góc. Đánh đầu, không vào. Bóng đã chạm vào xa ngang cột thành. Quá đáng tiếc, dường như có một cảm giác cột dọc và cả xa ngang đều không ủng hộ dành cho các cầu thủ Hiệp Hòa. Cầu thủ mang áo số 34 đang là người chơi vị trí phòng ngự của cầu thủ áo đỏ đã đâu. Và công không vào. Không phải là một thế trận bế tắc dành cho đội bóng Hiệp Hòa. Vẫn có rất nhiều những cơ hội mở xử lý ngay, không vào. Cơ hội đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ Hiệp Hòa. Chéo bóng vào, không được. Chưa có bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ Hiệp Hòa. Như vậy thì đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho các cầu thủ Hiệp Hòa. Hãy cùng xem lại tình huống vừa rồi, pha dứt điểm gần của Mạnh Hiền đã rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 dành cho các cầu thủ Hiệp Hòa. Vừa đang đứng trước bóng đó là Bình Lâm, chưa được, bóng đã chưa thể vượt qua được hàng rào phòng ngự của các cầu thủ áo đỏ. Và còn lại tiếp tục có bàn thắng dành cho các cầu thủ Nguyên Diện. Tình huống đá phạt trực tiếp đầu tiên, Bình Lâm đã chưa thể đưa bóng vượt qua hàng rào phòng ngự của các thủ áo đỏ, nhưng quả đá tiếp theo đã đánh bại được thủ thành Thanh Quảng và mang đến bàn thắng thứ 5 dành cho các thủ Nguyên Diện.
công, chéo bóng vào, đá đâu, có vào. Và đá đầu của Bảo Nam. Lại một lần nữa thì cầu thủ đã từ chối cơ hội của cầu thủ áo đỏ. Cảm giác như họ vẫn còn đang có một chút kém duyên với bàn thắng. Cách biệt hiện tại của trận đấu của chúng ta đang là hai bàn dành cho các cầu thủ Nguyên Dinh FC. Bé Na. Từ khi Bé Na quay trở lại với trận đấu này thì nhịp độ của các cầu thủ Nguyên Dinh lại đang dần tăng cao, lại tiếp tục là một bàn thắng. Vẫn là vị trí của Mạnh Bắc Ninh. Và thắng đã là cú hat-trick của cầu thủ mang áo số 99. Pha đi bóng tốc độ của Bé Na, một đường truyền chuẩn xác trước ba sự bao vây của các cầu thủ Hiệp Hòa FC. Đây là Mạnh Bắc Ninh, liệu có bàn thắng thứ tư dành cho Mạnh Bắc Ninh? Bắc Ninh hay không? Vẫn còn. Của Poker ở trong trận đấu này của cầu thủ mang áo số 99. Người đã có một sự hướng tốt ở tình huống vừa rồi của Lê Bóng đó là Quân Cầm Đồ. Cầu thủ mang áo số 98 của các cầu thủ Nguyên Dinh. Mạnh Hiền. Không có một chút sai sót nào của số 11 ở bên phía đầu bóng áo đỏ. Đã có bàn thắng thứ tư. Thắng rút ngắn tỷ số dành cho các thủ Hiệp Hòa ngay lúc này. Điều chỉnh tốt của anh Công. Và một tình huống xoay người dứt điểm. Và xử lý bóng qua người chưa tốt của Mạnh Hiền. Đã đây cơ hội dành cho Bé Na. Bé Na đang là người lên bóng. Mạnh Bắc Ninh. Mạnh Bắc Ninh. Quả đá quá khó của số 99. Quả đá thứ năm của cầu thủ mang áo số 99 ở bên phía đầu bóng Nguyễn Diện FC. Một cú Reboker. Và tiếp tục duy trì ở những tình huống dẫn bàn. Cơ hội dành cho các thủ áo đỏ không vào. Và kết thúc của trận đăng vẫn chưa thể mang đến bàn thắng dành cho đội bóng của mình. Rồi phạt trực tiếp dành cho các thủ Hiệp Hòa FC. Người đã đứng trước bóng đó là Mạnh Hiền. Mạnh Hiền không vào. Đức Ca Thầy. Đức Ca Thầy là người có những pha đào cánh vô cùng hợp lý. Quả đá không vào. Lại chạm vào xa ngang. Quả đá cực kỳ khó chịu của Rô Thoại.